heo kia tớ lương, nó khứa bài ba, nó sẽ chia ra toàn ôi khắp cả. Chừng nào nó nghe cha chả đợi chờ, con heo bất ngờ chia bài chia bài. Trò nên ơi hãy sống để mà coi, con heo nhỏ hơn con voi nhưng còi nó lớn, từ đây tầng hơn sẽ biết ra sao. Con heo máu đầu tuôn rơi thảm thiết, nếu ai có tiếc sẽ nửa chia ra, chia bảy chia ba đó là năm tới. Nơi cùng thế giới bốn biển năm châu nó chẳng yên đâu, nó rầu biết mấy. Bây giờ thầy thấy á ngộ tức cười, nó quá dễ ngươi còn mình tu tình. Nếu ai nhá nhìn được thấy cơ trời, tỉnh đi con ơi đổi dời cho gấp. Trời kia gần sập biển nọ chuyển lưng, đừng có vui mừng rưng rưng nước mắt. Gan bào ruột thắt thầy chẳng biết chi, nói tiếng lâm ly nói hoài nói mãi, nó cần nói sải nói cãi cho mau. Cửa heo bị trào quyết ra này lan, nó đem nó bán bán họ quá chê, máu chảy ê chề bầm heo hết trời. Đây là thầy gọi đồng đạo cho vui, sắp sẽ tôi thui phân ra làm thịt. Mình đừng nhúc nhích niệm Phật coi đời, trung hiếu nghỉ ngơi sống đời quan thường. Con ơi mình gượng sống để phúc đi. Tiếng hát lâm ly kỳ thi sắp tới, khắp miền thế giới nó cũng bó tay. Mình cũng thầy lai cũng phần chịu ít, đừng nên xích mít nghe tiếng thầy phân. Dạ dạ dân dân cho rồi yên nghỉ, chúng còn xét kỹ tiền bối nói rồi chẳng có sai thôi. Rang bồi phước đức mặc tình mặc sức, ai sẽ đem phơi mình sống xem chơi cái đời mục mạc. Con heo không nạt mở quá đi trò, nó đem nó kho rồi nó đem nó dùng, uổng công một chút nó múc đầy tô, nó đã ăn vô bụng phì chết hết. Mở ôi mê mết kéo lết kéo la, con heo kỳ cà mở xa quá cỡ. Thầy thầy nhắc nhở muôn thở tường đầu, thầy bắt âu đầu tam hoàng cốt niệm. Trên kia biểu diễn thầy mới nói ra, không động mẹ cha thiết tha thế mấy, nói chi người thấy họ sẽ thất cười. Thầy quá điên lời nói chơi chi nữa, nhà không đóng cửa chết hết còn gì. Chết ngã ly bị bệnh tàn bệnh tật, mau mau tính giấc siêu vật phàm phu. Mấy đạo ráng tu cần cù chút nữa, trên trời khói lửa mây tiết chai vàng, dưới nước thủy trang ở đâu cũng lỡ. Bây giờ nhắc nhở muôn thở khó tầm, thầy quá giả câm rồi thôi giả dạy. Vừa quỳ vừa lại không hại ai đâu, nói ra đôi câu rồi hầu bị khổ. Máu kia còn đổ gây gỗ chưa ngừng, thầy đâu có mừng. Ở rừng thanh tịnh bảo trò nhã nhịn sống để coi đời, niệm Phật cầu trời cho dân được ổn. Quy căn diệt bổn hao tốn gì đâu, bốn bề năm châu rồi sầu. Siết lâm con heo ai tắm, nó tắm được chưa mà đem mà cưa, mổ ra đậm chặt thấy thôi thắt ngặt ghê gốm gốm ghê.
Đồ đại khen chê, mở ôi quá sang. Người tu tổng bá sao được giữa đường, ngâm thức đăng cương tức mình quá kệ. Năm heo thấy trễ cũng tới bây giờ, nhắc nhở như tờ. Ôi tôi chút xíu đừng đánh nắm níu cửa lại cùng nhà, nó tới kia cà không xa quá lắm. Về đi gọi tắm bớ bớ chúng sanh, bớ chị bớ anh làm lành cho kỹ. Đừng nghe rên rỉ quỷ mỹ tà đàm, hiền hậu ta làm giúp đời ta giúp. Đừng nên ẩn núp chất chứa tiền muôn, đồng bào lệ tuôn mà mình không ở cứu. Ma la quỷ hú khắp cả trần trời, rỡn ốc kêu trời chứ thôi lại lan chết gì như băng. Ôi hỡi thịt heo lớp móc lớp treo chặt giò chặt cẳng, thấy chưa thấm mặn đời đã tới rồi. Tỉnh đi dân ơi, rồi ngồi rồi biết, giả ngu giả điếc ai xiết cậy ai. Ta chẳng khẩn nài giận ai chi nữa, ai dùng lửa họ rửa họ thui. Ta giặt bụi ngùi dùng tâm niệm Phật, đặng cứu vạn vật trở lại muôn loài, giúp đỡ trần ai qua cơn khổ não. Thầy nói với đạo thầy giáo trong mây chúc hết giờ này bà con cô bác, ốt cho một lát bác ái từ bi. Chúc hết vậy thì nhà nhà an lặng. Bài này thầy tặng 17 tháng năm, nói rồi giả câm đừng đem lên bang, nó không có đáng. Thấy chán quá chừng đừng có vui mừng rưng rưng nước mắt, căng bào ruột tắc thì nói bữa nay là con số 2. Rồi. Thầy kính thưa cùng tất cả ở đây, lời nói này không được bỏ lên trên hay bỏ dưới nha, để nghe thôi. Để coi đời có hay không nha không. Nó sẽ đi đến nếu mà bình sinh thì năm hợi thầy qua không biết nữa, con heo hay đậu đuôi gì đó thì qua bên trọ một chút để rước tất cả mấy đạo về gì. Kết thúc cái trình bệnh đau quá nặng tất cả mọi người thôi. Bây giờ kết thúc mạng thì nó yếu lắm, mà thầy thì bây giờ tăng điện lực thêm lên vì trên cho phép gì bên đó. Hôm nay anh em đang có lòng trông chờ, cũng rất tiếc từng phút giây, và kỳ dân cư sĩ cũng Thanh Tâm và Ngọc Sương. Hôm nay thì thầy xin chúc lành hết tất cả gia đình cô Thanh, Ngọc Sương, cô Bích, cô Hà, bà Bảy, cô Hương, cô Dung, cùng tất cả các vị nào mà nghe không rõ hồi nãy đó, thầy xin chúc lành hết và hạnh phúc gia đình, làm ăn tốt đẹp nha, và hầu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và thầy cũng chúc kỳ dân cư sĩ nha, mạnh dạn lên. Chiến đấu thắng lợi do tâm của mình, chiến thắng là mình đừng nghĩ suy gì hết, không thèm buồn giận gì hết, để coi đời trống lỏng vậy đó, để coi cái hội long qua và coi cái cuộc đời này nó sẽ đi đến. Trên đã biểu diễn chương trình thầy kéo binh tập mã trên thiên địa, dưới này ở trên địa tiên thiên tiên. Rồi đây quý vị sẽ thấy biển cạn non mòn, nó quay tới nhiệt độ tối tân của con người tầng thế mà chính con người làm, chứ không phải Phật tiên thần thánh làm. Ngày nay sự kêu réo của tất cả các vị không lo tu hành mà còn phải lo này kia nọ đó, bóng bẫy này kia nọ, hay là sao qua hay là mượn đạo ngạo đời, thì cuối cùng quý vị sẽ thấy rõ hết và như thế nào. Mình phải nắm phước đức, mình phải nắm đạo lý, mình phải nắm cái đức độ của mình hai cái tay cho chặt, và cái tâm của mình thì mình sống sót được, cứu mình được. Còn mình nắm bạc tiền mà mình buông rơi, có bạc tiền mà có đạo đức thì ôi thôi là quý, để mình cố gắng để tân phong thêm kiếp khác và để cho con cháu hậu hưởng suốt đời mãi mãi. Còn nếu người không đức bất tài sẽ rụng, sắp nay mai ca tụng không còn. Kỳ này chuyển động biển non thì cho con biết hao mòn biết bao, thức tỉnh dậy chùi lao trong trí hơn vàng muôn bạc tí con ơi. Từ đây động đất lưng trời, tai nghe mắt thấy dịu dời xa xa, nơi bạch ngọc thầy mà rơi lệ, chốn trường an
bảo vệ cho trò. Trần gian sao quá ghê go, thì còn đang đợi chiếc đò sông mê. Chút lát nữa thì về quá rảnh, bỏ chúng sanh, bỏ cảnh gian nan. Làm sao yên lặng về đàn, chúng con còn khổ hai hàng lệ rơi. Thì còn ở, chưa được ngâu chơi một chút. Mái tranh nghèo ta túc một khi, chúc con lành mạnh từ bi. Ráng lo niệm Phật đặng đi trở về. Không có gì hơn nữa hết, thầy xin chúc lành và xin tặng quý vị bữa nay thầy được khỏe là do trên trước đã quy định, chứ thầy nằm liệt không nói được gì. Xin thưa tất cả đồng đạo ở Úc Châu, và hôm nay kỳ dân cư sĩ rất đại phước, có phước nhiều lắm.